xin chào anh em và mỗi lần thì mình xuất hiện sẽ có một series sản phẩm hoặc một sản phẩm cực kỳ mới cực kỳ hot sẽ được giới thiệu và mở hộp nhanh. Và hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho các bạn. Đây trước mắt các bạn nhìn thấy rồi, một series ba sản phẩm loa di động thuộc dòng Extra của Sony, đó chính là XB43, XB33 và cuối cùng là XB23. Và bởi vì sao năm nay họ không có XB13? bởi vì XB12 họ đang làm rất tốt và họ cũng mới ra mắt gần đây cho nên là cái việc XB13 không xuất hiện trong lần này cũng là điều dễ hiểu. Và tại sao không phải là XB42? Bởi vì như các bạn biết thì cách đây hình như 2 năm, khoảng 2 năm hơn 1 năm thì họ đã có con XB41 rồi. Sau đó thì họ nâng cấp một loạt lên 22, 32, 12. Tuy nhiên thì 42 lại không có và lần này họ đã bỏ qua luôn số 42 đó và làm luôn để cho đồng bộ thành 23, 33 và 43. Và năm nay thì họ có cải tiến gì so với cả các cái thế hệ trước thì sau đây mình sẽ cùng các bạn ăn uh, unbox mở hộp nhanh uh, và còn cái clip chi tiết đánh giá thì mình sẽ làm sau. Và hôm nay mình sẽ làm bài mở hộp trước. Rồi, uh, bạn camera cho mình uh, gần vào đây một chút. Trước hết là chúng ta sẽ đi con khủng long nhất đi, con to nhất đi. Mình vừa mới cầm cái vỏ hộp nó thôi đã là cực kỳ nặng rồi, nặng gấp đôi con uh, XB41 lần trước. Đây, uh, sau chúng ta sẽ có một vài cái highlight của sản phẩm. Uh, con này là sẽ dùng app nhé các bạn nhé. App Sony Center Music và đây chúng ta sẽ tùy biến, tùy chỉnh được rất nhiều thứ. Đây là cái app mà cho chúng ta uh, DJ này hay chúng ta sẽ tùy chỉnh những cái hiệu ứng âm thanh uh, uh, ba -la, -ba la nói chung rất nhiều và hiệu ứng ánh sáng nữa. Con này thì sẽ có cái tiêu chuẩn chống nước là IP67 Các bạn có thể mang ra bãi biển hồ bơi các bạn nước văng nước tế thoải mái luôn Và cát bụi thoải mái Và có cũng có cái chế độ live sound Rồi là ghép đôi bên trái bên phải tạo thành một kênh stereo Còn đây là cái tính năng party connect Là nó sẽ cho các bạn kết nối 100 con loa giống nhau À không phải giống nhau 100 con loa cùng cái thế hệ với nhau Ví dụ như là XB23, 33 hoặc là 43 với nhau các bạn lưu ý nhé cùng thế hệ còn ví dụ như các bạn à, ghép con 41 với cả con 43 với cả một con 32 chẳng hạn thì sẽ không được nhé phải dùng cùng một cái series sản phẩm đó thì mới được với nhau và cái đặc biệt quan trọng nhất ở cái series lần này đó chính là cái công nghệ loa mới hoàn toàn đến từ thương hiệu Sony đó chính là X Balance đó đây là một cái dạng công nghệ loa mới đây là một cái loại dạng loa vật lý các bạn nhé, đây là một công nghệ loa mới chứ không phải là một cái công nghệ âm thanh uh, dùng xử lý trí tuệ nhân tạo hay là phần mềm gì đâu nhé các bạn nhé, mà đây nó thay đổi từ cái màng loa rồi và tiếp theo thì ở đây, Ây à, nặng quá các bạn, đấy như các bạn nhìn thấy thì chúng ta đây vẫn là những cái thông số đấy và pin con này thì được 24 giờ này à, và có micro đàm thoại này, có sạc ngoài cho thiết bị khác và nó sử dụng cổng uh, sạc là Type-C đấy và các bạn nhìn thấy cái hai của nó đây xp là một cái màng loa rất là mới đồng thời thì nó sẽ sử dụng cũng vẫn sử dụng được uh, cái chế độ là kết nối qua NFC và đây là hàng chính hãng các bạn nha Không phải hàng sách tay nha Đây là hàng chính hãng phân phối đấy, và được bảo hành tại Việt Nam 12 tháng và song Long Media là một trong những đại lý chính thức của Sony tại Việt Nam các bạn nha và đây đây là chiếc vỏ hộp của con uh, XB33 như bạn nhìn thấy rồi đúng không? đấy nó rất là khác biệt nhau rất là to luôn mặc dù cái giá của nó chênh nhau không nhiều các bạn nhé chênh nhau có một triệu à hơn một triệu mà nó to hơn rất rất nhiều và tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy mình sẽ mở hộp và đây cuối cùng là người đàn em em út là XB23 đây mã hiệu là XB23 thì chúng ta sẽ xem một chút nhá điểm qua một chút xem là ba cái con này nó sẽ có cái gì khác nhau nào rồi trước hết đây nào Xem con gì có nhiều cái gì và con gì nó có ít cái tính năng nhá Đây trước hết các bạn nhìn thấy đều tiêu chuẩn chống nước các bạn nhá Đều tiêu chuẩn chống nước là IP67 Cả ba model này đều là IP67 Đấy chống nước này chống cát bụi này đó còn đâu là có vẫn có chế độ lai sao xb 43 có chế độ lai sao này đó là con này Đấy. con này thì mình đang chưa thấy cái công nghệ âm thanh uh, live sao đó chắc là nó bé quá những cái con thường thường là những cái con ta con con loa bé quá thì sẽ không có cái tính năng chế độ đó rồi tiếp đến là chúng ta sẽ có party connect chắc chắn rồi nó sẽ có cả ba trên trên cả ba cái dòng này luôn bởi vì nó kết nối được 100 loa cùng seri với nhau mà đó. tiếp theo là một cái cổng sạc tai c rồi cả ba cái con này đều là cổng sạc tai c mình rất là tiếc mà năm ngoái Sony cho ra XB22 32 vẫn là cổng sạc micro cực kỳ cổ luôn và quan trọng nhất đây x balance Đấy, họ đã thay đổi hoàn toàn về cái phần màng loa vật lý các bạn nhá đổi sang một cái công nghệ loa hoàn toàn mới là x balance tiếp đến là chúng ta sẽ có thời lượng pin con này khủng nhất sau đó đến con này cũng đều là 24 giờ nhưng mà con này công suất của nó rất to các bạn nhé và loa của nó, các bạn nhìn thấy to này cơ mà pin là 24 tiếng này con này XB32 à 33 xin lỗi các bạn cũng là 24 giờ và cuối cùng là người đàn em là XB23 là có 12 giờ thôi có nghĩa là pin sẽ bằng một nửa thôi các bạn nhé và chế độ ghép đôi stereo đấy bên trái bên phải thì cả ba con cũng đều có luôn đây cả ba con đều có cái công nghệ đó và cũng đều có cái micro để uh, cho chúng ta đàm thoại cả ba cả ba con à, các bạn lưu ý là trên ba uh, dòng này thì đều có app chỉnh trên Music Center đây là cái app Tuy nhiên thì có con XB23 này bởi vì nó không có đèn cho nên nó sẽ không có cái cái app này nhé các bạn nhé Đấy, cái app này chỉ dành cho XB33 và XB43 mà thôi nào rồi bây giờ mình sẽ mở hộp luôn cho các bạn xem nhá nào chúng ta sẽ unbox bộ ba series vô cùng vô cùng hot vô cùng mới bom tấn của Sony năm nay Wow các bạn nhìn thấy gì chưa ở đây đây là ba sản phẩm mới của chúng ta XB43, XB33 và XB23 nói thật các bạn nhé cái cảm giác đầu tiên của mình khi mà vừa mới bóc hộp ra mình nhấc cái con này lên mình không nghĩ là nó nặng đến cái mức độ kinh khủng khiếp như vậy mình chưa từng thấy có một cái kích thước loa nào mà nó bé như thế này nó vừa như thế này nhưng mà nó lại nặng như thế à, với cái con XB41 của năm kia ấy, thì mình đã cầm thì nó nặng một cân rưỡi các bạn nhé nặng chỉ một cân rưỡi nhưng mà con này các bạn đoán xem bao nhiêu cân mình không nghĩ là nó nặng đến mức độ như vậy nó là 3 cân nhá theo cái thông tin thì là 2 cân 950 thì thôi thôi mình cứ làm tròn là 3 cân đi và rất nặng các bạn nhé nó hứa hẹn mang lại một cái chất âm cực kỳ mạnh mẽ và một cái gì đấy nó rất là mạnh mẽ và chắc chắn và đây là xb 33 xb 23 nhỏ nhất cái con này thì làm mình liên tưởng đến cái những cái dòng mà GPL GPL flip các bạn ạ đấy cái kiểu dáng của nó rất là giống khá là giống với cả cái GPL flip con này thì không có đèn các bạn nhé con này không có đèn không có đèn đóm gì cả không có cái chế độ DJ những cái âm thanh bùng bùng trang trang gì đấy ở trong cái app ấy, nó có một cái móc đeo như thế này chỉ có cái con XB23 này nó có cái móc đeo thôi nhé bởi vì con này nó sẽ chỉ nghe được ở dạng là để đứng như thế này, để nằm như này không để được các bạn nhé, để nằm này thì nó là dạng khối tròn nó sẽ lăn, lăn đi lăn lại và cái mặt này là mặt loa của nó, thì khi mà chúng nó, khi mà chúng lăn xuống như thế này thì âm thanh nó sẽ bị tối đi, nó bị, sẽ bị giảm đi, cho nên là cái việc nghe hay nhất chúng ta hãy để đứng như này là chuẩn nhất các bạn nhé, cái phần này các bạn phải để xuống đất như thế này, đó hướng xuống, để như này là nghe đúng này. Đấy, và cái dây này mình đánh giá khá là cao khi mà có cái dây này nó có thể treo móc vào xe đạp móc lên cành cây hoặc là những cái phòng tắm hay gì đó rất là tiện lợi một cái thay đổi nhỏ nhưng mà nó mang lại cái sự tiện lợi rồi và mình cái con mà mình thích nhất là nếu mà trong ba con này chắc chắn là mình là thích con này rồi nhưng mà mình có một cái vấn đề về cái làm giá của Sony năm nay thì mình thấy là với cá nhân của mình mình sẽ đoán rằng sẽ nhiều người mua con này hoặc là con XB23 này hơn là con này con này ở giữa tầm giá con này là 2 triệu uh, xin lỗi nếu có mình không nhớ nhé nhưng mà mình nhớ là như vậy là 2 triệu 390.000 con này là 3 triệu uh, 690.000 con này là bao nhiêu chí nhỉ 44990 đúng không có nghĩa là gần 5 triệu 4 triệu 990.000 và cái khoảng cách giữa hai con này cái mức độ chênh lệch giá của nó có hơn 1 triệu thôi nhưng mà cái chất lượng những cái gì nó mang lại cho bạn trải nghiệm thì nó sẽ khác nó sẽ cực kỳ đáng giá so với cả cái số tiền hơn một triệu đồng đó và nó đáng giá ở đâu thì sau đây mình sẽ cùng các bạn đi vào chi tiết sản phẩm rồi ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy mình sẽ bật lên luôn nhá đây mình sẽ bật nguồn cả ba con lên luôn này cho các bạn nhìn thấy đèn đóm của nó ra sao đấy con này thì nó sẽ có bốn cái loa ở đây các bạn nhìn thấy không bốn loa và cái loa uh, lần này Sony có công bố là một cái loa hoàn toàn mới mang một cái kết cấu mới. Thường thì chúng ta nhìn thấy trên những cái dòng loa cũ của Sony nó là loa tròn, cái unit này cái, cái 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 màng loa này nó hình tròn. Nhưng mà cái loa mới này nó làm theo dạng hình mắt kính và Sony có nói là với cái thiết kế loa mới này thì nó sẽ giúp cho cái âm thanh nó được cải thiện là trong trẻo hơn, tiếng nó chắc săn hơn và đặc biệt là nó sẽ được cái cái độ lan tỏa của nó sẽ được rộng rãi hơn là những cái thế hệ loa cũ trước đây đó chính là cái công nghệ loa X-Balance của Sony năm nay và cả ba chiếc này đều được sở hữu cái màng loa đó và con XB43 này thì sẽ có bốn loa XB33 thì sẽ có hai loa và cuối cùng con này cũng có hai loa nhưng mà hai loa của nó là hai loa kích thước nhỏ đây các bạn nhìn thấy ở hai bên thì là uh, sẽ có hai cái phần đấy các bạn mình nhún tay và các bạn thấy không thì khi mà chúng ta bật âm lượng lớn lên bát nó đánh thì hai cái này cũng rung 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 theo đây cả hai bên đều có các bạn nhé nó đều rung rung theo này Hai cái đèn led uh, trải dài đấy, ở hai bên và cái đèn led này chúng ta có thể tùy chỉnh được cái màu sắc qua cái phần mềm của nó và ở phía trên này nó có một cái logo của sony và mình nghĩ là cái màu này nó sẽ là phản quang trong bóng tối và ở nắp trên này nó sẽ có một cái à, kết nối nfc rồi là phím nguồn này à, phím dò bluetooth này à, đây là phím chơi nhạc tạm dừng và nghe cuộc gọi này tăng giảm âm lượng đồng thời cũng là tua bài và cái nút này nó chính là cái nút mà chúng ta chuyển qua lại ba chế độ nghe khác nhau live nó chính là cái chế độ live sound standard là chế độ thông thường và chế độ extra bass là cái chế độ mặc định của cả ba cái chiếc loa này. Khi các bạn bật lên thì nó sẽ mặc định là extra bass luôn. Đó cũng là một điều chúng ta rất là dễ hiểu bởi vì đây chính là cái đặc sản của Sony mà. Và cái uh, ở phần đáy này các bạn nhìn thấy nó sẽ có hai cái chân đế để, để uh, giúp nó đứng vững hơn và bám bề mặt hơn khi mà các bạn phải hiểu một cái loa trọng lượng 3 cân như này nó dồn xuống và khi mà âm lượng chúng ta tăng lên hết cỡ những cái bài bát mạnh ấy, thì cái độ rung, độ nảy của chiếc loa nó rất là lớn chính vì thế cho nên là mình nghĩ là ở cái con XB43 này Sony đã thiết kế mình không hiểu họ nhồi nhét cái gì vào đây mình không biết chắc là phải nhồi nhét cái gì để khiến nó mới nặng khủng khiếp như thế này được thì nó sẽ tạo cho cái loa này một cái sức y sức độ bám bề mặt tốt hơn nó không bị nảy cũng như là không bị rung chấn ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh rồi và ở phía mắt sau chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối như sau Đây mình sẽ mở cho các bạn Đây là cái cổng USB out Các bạn có thể sạc được cho các cái thiết bị khác nha Đây là cổng audio in 3.5 Chúng ta nếu không nghe Bluetooth chúng ta hãy cắm vào cái cổng này Và rất là đáng mừng bởi vì lần này họ đã chuyển sang Type-C si rồi các bạn Sạc nhanh Type-C cái này thì thông số sạc của nó là 5V và 3A các bạn nhé Để mà sạc đầy cho chiếc loa nghe được liên tục 24 giờ như thế này thì Sony có mình có đọc qua cái sách hướng dẫn của họ thì họ có ghi là 5 giờ đồng hồ. Các bạn phải sạc 5 tiếng đồng hồ với cái củ sạc đi kèm. Đây là cái phụ kiện của con này thì là 5 tiếng nó mới đầy để các bạn nghe được 24 giờ. Và cuối cùng là những cái nút ở đây chúng ta có một cái lỗ nhỏ các bạn nhìn thấy đây là lỗ reset và đây đây chính là cái nút tắt bật đèn này cũng như là thông báo thời lượng pin qua giọng nói đây là chế độ ghép nối party uh, cùng loa cùng series với nhau là 32 uh, à, sorry các bạn 33 43 và 23 100 cái loa có thể ghép được với nhau và đây là chính ST uh, pair có nghĩa là stereo pair và kết nối hai loa với nhau hai loa giống nhau nhé thì sẽ kết nối được với nhau tạo thành một cái kênh, kênh trái kênh phải stereo và cái chất liệu của cái con này thì mình thấy nó cũng không khác gì so với cả cái con XB41 cũng làm bằng nhựa và được phủ một cái lớp uh, e căng ở ngoài như thế này thì nó được làm bằng vải hoặc là một cái chất liệu gì đó nó cũng rất là tương tự với cả con XB41. Đấy. Rồi, và cái uh, đây bề ngoài tổng quan bề ngoài thì nó như thế này, cái hình dạng nó như thế này thôi. Rất tiếc là mình không có con XB41 ở đây, mình đã bán hết sạch rồi không thì để ở đây so sánh cho các bạn thì các bạn sẽ có một cái nhìn nó rất là trực quan hơn đúng không Nhưng mà đấy à, các bạn nhìn thấy nó sẽ to hơn xb41 rất khá nhiều nhưng mà nó nặng thì nặng gấp đôi luôn là cực kỳ nặng và cái phụ kiện ở con này thì nó sẽ gồm có như sau đây mình sẽ mở các bạn ngoài một đống sách uh, la bà rằng ra về hướng dẫn sử dụng cũng bằng tiếng Việt tất cả nhé thì họ sẽ cho mình một cái adapter đấy cái adapter nó liền luôn nhé các bạn nhé nó liền luôn với cả dây sạc Type C. Si. Đấy cái củ này nó củ uh, 3A 5V. Đây là cái đầu chuyển nếu cháu sạc nhà bạn 3 thì các bạn chuyển thành 2 như thế này. Đó. Rồi. Và mình đang nói đến phụ kiện mình sẽ nói phụ kiện của con XB33 này luôn nhé Đây, XB33 phụ kiện thì lại rất đơn giản thôi, nó chỉ có cũng một đống sách ba la như con XB43, nhưng mà nó sẽ không có adapter, nó chỉ có một cái dây sạc như thế này thôi dây sạc tai si như này thôi. Và con XB 23 cũng như vậy, một đống sách vở và cũng chỉ có một cái dây sạc như thế này thôi. Rồi, đây là về phần phụ kiện. À, tiếp đến là chúng ta sẽ đi thêm một chút vào những cái tính năng mà con này có, con này có, con này không có hoặc là những cái sự khác nhau của nó một chút nhá. Thì ở trên ba con này cái series mới này phải nói là mình có một cái sự buồn không hề nhẹ đó chính là họ đã bỏ đi mất cái cổng uh, rắc cắm 3.5 Không hiểu vì sao họ lại nghĩ gì họ lại bỏ mình khá là buồn Bởi vì đối với mình thì mình vẫn rất cần Khi mà chúng ta uh, sử dụng ví dụ như là cắm vào máy bàn chẳng hạn Hoặc là tivi chẳng hạn Không phải tivi nhà ai cũng có Bluetooth đúng không Thì chúng ta vẫn phải cần đến cái rắc cắm 3.5 Nhưng mà trên con XB33 này không có Trên con XB23 này cũng không có luôn Đó Một điều... Uh, làm cho mình rất là buồn các bạn ạ. nó chỉ có cổng sạc thôi con XB23 này sẽ có cổng sạc tai C này và một cái nút reset giá mà họ cho cái lỗ cắm 3.5 vào đây tốt quá con này thì cũng thế cũng cổng kết nối thì cũng như con 43 Tuy nhiên thì nó chỉ thiếu mỗi cái rắc cắm 3.5 thôi mà cái đấy là cái quan trọng nhất mà lại đi thiếu Thực ra là đối với nhiều bạn thì có thể là không cần thiết lắm nhưng mà đối với nhiều người cũng rất cần thiết trong những cái trường hợp mà chúng ta không phải thiết bị nào cũng có bluetooth và thậm chí là chúng ta cầm dây thì nghe đôi khi là nó cũng đỡ tốn pin hơn một chút và âm thanh nó to hơn một chút đó đó là những cái cổng kết nối các bạn nhé thì nó khác nhau như thế nào thì các bạn nhìn rõ thôi mình cũng không nói lại nữa cho nó mất thời gian còn đâu là những cái phím bấm chức năng đây đây là những cái phím bấm chức năng của xb4333 và 23 thì nó rất là giống nhau nó không có cái gì khác nhau nhiều đó các bạn Nó cũng đều có cái phím nguồn, phím dò, bluetooth Dừng chơi, nhạc, nghe gọi, tăng giảm âm lượng, tua tiến bài, tua tiến lùi bài Tăng giảm âm lượng NFC Và chế độ uh, Live Sound Standard này Đấy. Báo pin này Chế độ ghép nối nhiều loa rồi là kênh stereo Ok, đều vẫn, vẫn như vậy thôi à, Còn cái điểm gì khác nữa không nhỉ? Chính nhỉ? À. À. sạc tai si rồi ok rồi này cổng 3.5 thì chỉ có con này có hai con này không có à, một cái điểm khác biệt lớn nhất là công nghệ loa x lần này thời lượng pin thì các bạn lưu ý nhé thời lượng pin thì vẫn như năm ngoái tiện đây thì mình có luôn một chút so sánh để cho các bạn xem đó đây là xb22 và đây là xb32 đấy vừa nãy mình nói rồi rất tiếc mình không có xb41 ở đây để so sánh với cả con này con khủng long bạo chúa này đây xb32 33 đấy các bạn nhìn thấy không Đó. thì các bạn cũng hình dung ra con 43 với cả con 41 thì nó cũng như kiểu kiểu như thế này nó cũng to hơn khá là nhiều thì đối với cả một người mỗi người thì cái mắt thẩm mỹ nó có thể nó sẽ khác nhau nhưng mà đối với cá nhân mình thì nói thật là mình vẫn thích cái kiểu thiết kế của cái đời cũ này hơn nó có cái gì đấy nó trông nó gọn gàng nó thanh lịch hơn con này nhìn trông nó hơi bạo hơi hơi hầm hố có thể đây là cái ngôn ngữ thiết kế cái xu hướng mới bây giờ nó như vậy thì cái này là tùy mắt mỗi người thôi đây XB 22 và 23 đấy sự khác nhau Đó. cái thời lượng pin thì nó giống nhau các bạn nhé mình sẽ trả lời luôn một số câu hỏi của các bạn cũng rất là nhiều bạn hỏi là sự khác nhau giữa 22 23 33 và 32 rồi là 41 43 là như thế nào thì tiện đây mình sẽ so sánh luôn với cả các bạn thì cái con 23 này nó không có một tí đèn led nào nhưng mà cái con 22 này thì nó sẽ có một chút đèn led ở đây đấy là cái điểm khác biệt <laughs> nó chỉ như vậy thôi và đây kích thước của nó thì như thế này đấy và đời 22 này thì nó sẽ có cổng 3.5 còn đời 23 này thì nó sẽ không có cổng 3.5 đời này thì nó không có móc đeo con này thì nó có móc đeo và con này thì có thể để được đứng nghe cũng được mà nằm nghe cũng được. Nhưng mà con này thì chỉ để được đứng và nghe thôi, còn để nằm thì nó rất là buồn cười hoặc là treo. Đó, đó là sự khác nhau giữa hai con này. Còn đâu là giữa đời 33 và 32 thì nó khác nhau gì? Cái nhất là về cái đời 33 này thì mình thấy cái bộ đèn led của nó đẹp hơn bởi vì nó được trang bị nhiều đèn hơn. Ở trong cái loa này nó cũng có đèn mà con 32 này thì ở bên trong nó sẽ không có cái đèn nào hết về cái phần tản thoát hơi nó cũng chắc là mình cũng nghĩ là nó cũng giống nhau thôi nó che thế thôi nhưng mà thực ra ở đây nó cũng là những cái lỗ thoáng nó giống con này nó không khác gì đâu cái cấu tạo của nó như vậy cái màng loa nó khác nhau này còn cái trọng lượng thì mình thấy nó tương tự nhau mặc dù con này nhìn bé hơn nhá nhưng mà mình cầm thì nó cũng cái trọng lượng của nó xem xem nhau không khác gì nhau đâu xem xem nhau thôi con này có nặng hơn một chút xíu không đáng kể còn con này thì nó có cái hai cái phập phùng ở đây cái bass khi mà chúng ta đánh ấy, thì nó cứ đấy nó nhún ở đây nhìn trông khá là vui mắt và con này thì không có trên cái đời cũ thì nó không có đời mới thì này nó có và cái đời mới này thì mình dựng lên như này thì mình cũng có thể nghe được nằm ra thì cũng có thể nghe được đấy. và cuối cùng là con này con này thì rất tiếc đấy mình không có so sánh ở đây nhưng mà con này chắc chắn là mình yêu thích hơn con 41 rất nhiều bởi vì nó nặng hơn gấp đôi này nghe thì nó cũng hay hơn, hay hơn như thế nào thì mình sẽ hẹn các bạn trong một cái clip sau mình sẽ mở hộp chi tiết từng chiếc một và đánh giá à, không phải sorry các bạn không phải đánh giá mà mình sẽ cho các bạn uh, test sau test cái âm thanh của ba cái chiếc loa này nó như thế nào đó thì nó khác uh, XB41 là như thế nào thì nó kích thước nó to hơn này đấy và thời lượng pin nó cũng giống nhau, cái chất liệu nó cũng khác nhau một chút một chút xíu thôi chứ nó không nhiều và nó khác nhau ở hai bên này con XB41 thì không có hai cái bát ở hai bên này con này thì có đấy còn ngoài ra thì nó cũng về tính năng thì nó xem xem nhau rồi và cái clip mở hộp nhanh đến đây của mình là kết thúc nếu các bạn có câu hỏi nào các bạn hãy để comment ở phía dưới mình sẽ uh, sẽ giải đáp cho các bạn sẽ tư vấn thêm cho các bạn về cái bộ ba series sản phẩm rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nếu các bạn thấy yêu thích uh, kênh của Song Long Media hãy ấn đăng ký để ủng hộ cũng như là rung chuông để thông báo khi có clip mới nhất xin chào